Trấn thủ Nghệ An Đức Hoàng Bưởi, trấn thủ Nghệ An. Về huyện Tiên bản làm quan phủ đầy,
Diêu Bồ Đà. Con xin ông Hoàng Mười nhập cho xây. Mà trăm hoa giao kết mừng ngày, mừng ngày tiệc vui tày thay tiếng chuông chào. Có nhất tuần xưa nâng lên bề ngọc để các cô nâng bài là bời rước ông Hoàng Mười rơi. Ô rơi rước ông Hoàng Mười rơi. Quỳnh Quỳnh Tiên chúc chúc chén rượu đào, dân nhị tuần đã nâng lên bè ngọc để các con nâng mời là ngồi rước ông Hoàng Mười rơi. Ô sẽ rước ông Hoàng Mười rơi. Nhị tam bôi nhất tuần sơ, nhị tuần là ông mới hiền can rồi. Tam bôi nâng lên đi bề ngọc để các cô nâng mời là mời rước quan hoàng mười rơi, để các cô nâng mời là mời rước quan hoàng mười. Mặc áo choàng gầm theo hoa hoa
tay thiên viết câu thơ thần cầm quạt bước chân vang. Đời người ai
lần may mắn. Ngắm dung nhan nàng ngư đông về, anh bóng khắp dương gian. Nơi đây trong biển đảo lành, ngư đông về có ai bằng đâu. Khi ông giáng lâm dương đông, đẹp dạng ngời sáng như hào quang. Cho đắc lòng 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 cho đắc đó cùng cho đắc đắc lòng hoàng cho đắc tài cùng danh hoàng cho mày thành đạt trong chốn ra chung lại thuật hoàng trong chốn ra chung lại thuật hoàng điều rước ông hoàng người về với thủy nghệ. Thanh